Thỏa thuận làm ngơ cho xây dựng trái phép sẽ dẫn đến hệ lụy khôn lường. Điểm du lịch trái phép tồn tại nhiều tháng, chỉ chính quyền không biết. Đây là câu hỏi được báo chí đặt ra liên quan đến điểm du lịch phục vụ khách lưu trú có tên Holiday thuộc địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là điểm du lịch có diện tích khoảng 1 hecta, xây dựng trái phép và đi vào hoạt động nhiều tháng nay. Báo chí có nhiều bài phản ánh. Tuy nhiên, trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Linh, chủ tịch huyện Đông Anh nói, việc quản lý đất đai trên địa bàn địa phương vẫn thường xuyên kiểm tra xử lý, khẳng định là không có thực trạng như phản ánh. Nếu có cũng chỉ là phát sinh lúc nọ lúc kia, cũng có thể là chúng tôi chưa kiểm soát được hết. Sau đó 7 ngày, ông Lê Đăng Tốn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết đã yêu cầu xã Hải Bối kiểm tra sau khi nhận được thông tin từ báo Lao động, theo báo cáo ban đầu là không phát hiện sai phạm. Xây dựng trái phép như ví dụ vừa dẫn ở huyện Đông Anh của Hà Nội là chuyện nhức nhối phổ biến của nhà nước. Và trả lời kiểu chỉ là phát sinh lúc nọ lúc kia, cũng có thể là chúng tôi chưa kiểm soát được hết. Như lời ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch huyện Đông Anh, cũng là câu trả lời khá phổ biến của lãnh đạo ở các địa phương. Mới đây tháng 6 năm 2023, tại hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chống lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, địa phương còn 7.313 trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, chưa xử lý, gọi đúng tên là làm ngơ trong xử lý, thỏa thuận với vi phạm. Ngay địa bàn thành phố Quy Nhơn có nhiều người tôi không biết, tôi thuê nhà vừa sửa một cái thôi, họ cũng chẳng biết tôi là ai, nhưng nghe thấy đổ đất cát thì đã có người ở đội trật tự đến hỏi rồi, khi biết sửa trong vài ngày thì họ lại thôi. Như vậy, bộ máy chân rết rất mạnh nhưng chỉ có điều đang dùng để làm gì thôi. Ông Tuấn dẫn chứng, ở Quy Nhơn chỉ cần đổ một xe cát là lập tức có người của đội quy tắc đô thị đến hỏi. Nhưng ở Đông Anh, người dân xây dựng trái phép đưa vào hoạt động cả một điểm du lịch nhưng chính quyền chưa biết là điều vô lý, không thể nào chấp nhận được trong quản lý. Thời gian qua trên phạm vi cả nước, phần lớn các vụ việc tranh chấp, kiện tụng đều xuất phát từ tình trạng lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép và việc quản lý không nghiêm, kiểu thỏa hiệp làm ngơ hay lúc nọ lúc kia của chính quyền. Thỏa hiệp làm ngơ với sai phạm không chỉ khiến cho lãnh đạo tỉnh đau đầu vì trước cổng ủy ban, tỉnh ủy có người đứng hô hào kiện tụng kéo dài rồi kéo nhau ra trung ương mất hết hình ảnh của tỉnh. Như lời ông Phạm Anh Tuấn, thỏa hiệp làm ngơ với sai phạm còn dẫn đến cái xảy nảy cái ung. Khi rất nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, ban đầu tưởng chừng như vô hại, nhưng không được xử lý dứt điểm, kéo dài, lại thành điểm nóng, để lại nhiều hệ lụy khôn lường. Hơn 1.000 cuộc gọi và chuyện công khai số điện thoại lãnh đạo. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông đã nhận hơn 1.000 cuộc gọi đến sau một ngày công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh từ người dân. Tôi không chắc hơn 1.000 cuộc gọi mà ông Hải đề cập là chính xác hay chỉ là con số tượng trưng, song điều đó cho thấy tồn tại bức xúc rất lớn thường trực trong dân chúng. Chỉ khi nào vấn đề không thể giải quyết tuần tự theo quy định thì người ta mới phản ánh vượt cấp, mới phải mách với người đứng đầu địa phương như vậy. Theo Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, quyết định công bố số đường dây nóng của ông xuất phát từ thực tế có cán bộ bị người dân phản ánh nhũng nhiễu, vòi vĩnh, găm hồ sơ, không chịu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Ông Hải khẳng định, chúng tôi xác minh đúng như thế nên phải mở đường dây nóng để tiếp nhận nhiều thông tin hơn và có phương án xử lý cho dân. Không thể để cho cán bộ nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Nếu như các cán bộ cứ găm hồ sơ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Việc này cần phải làm để lấy lại niềm tin trong dân. Trước hết, cần thấy quan điểm của ông Võ Trọng Hải về vấn đề này là thấu đáo và chính xác. Trong nhiều năm qua, vấn nạn cửa quyền, sách nhiễu ở cấp cơ sở vẫn nhức nhối, đặc biệt là trong những lĩnh vực liên quan đến thủ tục đất đai. Sự khó dễ ở đây không chỉ khiến cho người dân ấm ức, khó chịu vì phải mất phong bì mới qua cửa đầu tiên, mà hơn thế là thời gian và chi phí cơ hội. Một đồng nghiệp của tôi mới đây đã phải than thở về quá trình 3 năm ròng rã đi làm sổ đỏ, dù đơn giản là thửa đất được ông bà chuyển nhượng lại cho con cháu. Nay thiếu cái này, mai thiếu cái khác, lâu lâu hỏi lại thì tá hỏa hồ sơ đã bị thất lạc. Bạn tôi cho biết, nhưng anh vẫn khăng khăng rằng sẽ kiên trì đến cùng và không phong bao phong bì dù chỉ một xu. Anh còn dẫn lại lời cán bộ địa chính rằng không ai muốn ngồi vào ghế đó vì chẳng thủ tục nào ăn được một mình mà đều phải chia 5 xẻ 7, cấp dưới còn phải có cấp trên. Trong bài viết này, tôi không nêu đích danh tên địa phương bởi rằng ngay cả lời của đồng nghiệp thì tôi cũng chưa có đủ cơ sở để xác minh đầy đủ.
Dù vậy, cùng với những thông tin mà chính ông Võ Trọng Hải nêu ra tại địa bàn Hà Tĩnh, có thể khẳng định vấn nạn nhũng nhiễu ở cấp cơ sở còn nhức nhối nhiều nơi. Với cá nhân như anh bạn tôi, họ có thể kiên nhẫn để chờ đợi dù không biết phải chờ bao nhiêu năm tháng. Song với doanh nghiệp và với những tình huống cấp bách, thời gian chính là tiền gắn với cơ hội làm ăn. Bị đặt vào thế không còn lựa chọn, họ buộc phải bôi trơn cho được việc. Những phong bì kiểu đó đương nhiên không phải là phong bì cảm ơn theo lẽ thông thường hay như cách hiểu của những vị cựu lãnh đạo nêu ra trong phiên tòa chuyến bay giải cứu gần đây. Đừng cố tình nhầm lẫn, chẳng ai muốn cảm ơn vì bị ép cả. Tệ phong bì nếu đã tồn tại ở một khâu nào đó, đương nhiên sẽ không phải là xác suất rơi vào một cá nhân, một doanh nghiệp nào đó, mà nó sẽ là cửa ải chung. Nhân thời gian và chi phí lót tay lên hàng trăm, hàng nghìn trường hợp, con số sẽ rất lớn. Khi mà sự khó dễ lặp đi lặp lại và phổ biến, đương nhiên dẫn đến một điều ai cũng biết, môi trường kinh doanh xấu đi, sự phát triển kinh tế địa phương sẽ bị kéo lùi. Là người đứng đầu địa phương, khi nhận phản ánh và xác thực được tình trạng nhũng nhiễu ở cấp dưới, ông Võ Trọng Hải có trách nhiệm dẹp loạn, giải quyết vấn đề, không chỉ với một vài trường hợp cụ thể, mà phải chỉnh đốn lại, cùng cách làm việc, không để hành vi nhũng nhiễu tồn tại. Việc ông Võ Trọng Hải công khai số điện thoại cá nhân cùng với số điện thoại Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh là một phương án mà tôi cho là đã có sự cân nhắc. Theo đó, đây là một tín hiệu cảnh báo với những cán bộ trong địa phương rằng bất cứ hành vi nhũng nhiễu của cá nhân nào cũng có thể đem đến tại lãnh đạo tỉnh và trong chừng mực nào đó là một hành vi răn đe từ xa nhằm giảm bớt tình trạng này. Tuy vậy, cũng có người hoài nghi về tính hiệu quả thông qua tính toán. Nếu 1.000 cuộc gọi kia rơi vào giờ hành chính 8 tiếng đồng hồ, thì bình quân mỗi cuộc gọi chỉ nói chuyện trong 30 giây, còn liên tục trong 24 giờ, không ăn không ngủ, thì mỗi cuộc gọi nói chuyện được trong 1 phút rưỡi. Thời gian nói chuyện ngắn như vậy, liệu rằng có trình bày được hết nội dung cần truyền tải hay không? Chính vì vậy, lắng nghe là rất quan trọng, nhưng hơn cả vẫn là hành động tháo gỡ trong thực tiễn. Chưa nói đến công việc của các lãnh đạo không thể cứ suốt ngày tiếp điện thoại để giải quyết sự vụ. Trước Chủ tịch Hà Tĩnh cũng đã từng có nhiều vị lãnh đạo khác công khai số điện thoại cá nhân, có lĩnh vực đã thay đổi rõ rệt, lại có lĩnh vực chỉ xôn xao trong một thời gian rồi lắng xuống. Vấn đề vẫn nằm ở thái độ quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu khi theo đuổi mục tiêu vì cái chung. Để lắng nghe, lãnh đạo tỉnh có nhiều cách, ngoài công khai số điện thoại còn có thể tổ chức gặp gỡ, cà phê với doanh nghiệp như một số tỉnh phía Nam đã thực hiện, hay có thể đi thị sát. Các cấp lãnh đạo cũng có thể thu thập thông tin trên báo chí hoặc nhận báo cáo từ bộ phận tiếp dân, đọc hết các đơn thư khiếu nại. Có vị có lập tài khoản mạng xã hội để rút ngắn khoảng cách với công chúng. Có điều, để thay đổi hành vi mang tính hệ thống thì cũng phải đi từ quản lý, chỉnh đốn theo cấp độ toàn hệ thống. Trước hết, quy trình thủ tục phải rõ ràng, minh bạch. Ví dụ như trong vấn đề cấp sổ đỏ, cần công khai cho người dân các loại giấy tờ cần có. Nếu thiếu thì hướng giải quyết ra sao, thời gian trong bao lâu. Khi cán bộ cố tình làm sai, ngâm hồ sơ thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, giấy tờ để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến cũng là một phương pháp tốt để hạn chế nhũng nhiễu. Điều quan trọng là sự thay đổi trong nhận thức của người cán bộ, công chức là sự chuyên nghiệp trong thi hành công vụ, thực hiện chức trách, bổn phận trước công dân. Vừa qua, nhiều địa phương, trong đó có Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây thiết nghĩ là một động thái cần thiết, thể hiện sự sốt ruột và tính trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại. Sự thông thoáng, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính là một yếu tố quan trọng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Nói cho cùng, chỉ khi người dân không còn mang trong mình tư duy xin giấy tờ, xin dấu, mà đơn thuần là đề nghị giải quyết hồ sơ vì tự tin vào quy trình giải quyết minh bạch, nhanh chóng, thì khi đó không ai phải cần số điện thoại lãnh đạo nhằm mong mỏi một sự can thiệp lấy uy từ trên xuống. Đó là khi người dân yên tâm, cứ theo quy định mà làm. Dùng tư liệu tác nghiệp tống tiền nữ hiệu trưởng trường tiểu học 180 triệu đồng. Ngày 1 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, 6 năm 6 tháng tù giam. Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1980, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, 5 năm tù. Nguyễn Đức Phương, sinh năm 1983, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Và Nguyễn Công Tuấn, sinh năm 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cùng 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh, tòa tuyên Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thái Nguyên, 3 năm 6 tháng tù. Theo hồ sơ vụ án, tháng 6 năm 2021, Nguyễn Thùy Linh bắt đầu học việc tại một tờ báo nên quen cộng tác viên là Phương và Thúy.
Một tháng sau, Linh nhận được thông tin phản ánh về bà L.T.B, hiệu trưởng của một trường tiểu học ở quận Tây Hồ, nhận tiền của phụ huynh xin cho con học trái tuyến với mức 5-10 triệu đồng mỗi em. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Linh cùng Thúy đến phòng làm việc gặp bà B, đặt vấn đề xin cho con học lớp 1 trái tuyến. Tại đây, nữ hiệu trưởng yêu cầu chuẩn bị 2 phong bì, mỗi cái 5 triệu đồng và Thúy đã ghi âm lại cuộc trao đổi này. Tiếp đó, Nguyễn Đức Phương giả là phụ huynh học trái tuyến cho con ở tỉnh ngoài học và bà B yêu cầu chuẩn bị 2 phong bì, mỗi cái 10 triệu đồng và bị Phương quay video lại. Còn Nguyễn Tiến Quang đang học việc tại cùng cơ quan báo chí trên đã dùng máy quay ghi cảnh phụ huynh nói chuyện với nhau ở trước cổng trường về việc phải chi 10 triệu đồng để xin học cho con. Chiều cùng ngày 19 tháng 7, nhóm 5 người trên lên phòng gặp bà B nói chuyện. Thúy tự giới thiệu là phóng viên đến làm rõ phản ánh về việc bà nhận tiền, đồng thời khẳng định có video ghi âm tin nhắn của phụ huynh và dọa việc này mà bung ra là truy tố hình sự. Sau đó một mình Thúy ở lại phòng làm việc thỏa thuận với bà B, 4 người kia ra ngoài hết. Tại đây Thúy đã dùng nhiều cách đe dọa và ra giá 100 triệu đồng. Mặc dù không muốn, song bà B buộc phải đồng ý và yêu cầu Thúy cam kết xóa hết các tài liệu liên quan. Thúy đồng ý và gọi những người còn lại vào phòng để xóa hết dữ liệu. Bà B hai lần chuyển tiền vào tài khoản của Thúy, mỗi lần 50 triệu đồng với nội dung mua hàng mỹ phẩm. Trong số tiền này, Thúy, Linh và Phương mỗi người 30 triệu đồng, Tuấn và Quang mỗi người 5 triệu đồng. Tuy nhiên Thúy giữ lại 5 triệu đồng và không chia cho Tuấn. Sau đó Linh chuyển dữ liệu về sai phạm của bà B cho một người khác, cũng là cộng tác viên báo chí. Bà B tiếp tục bị cộng tác viên này hẹn làm việc về các sai phạm nên lo sợ, dò khắp nơi để tìm nguồn phát tán. Khi bị hỏi về việc lộ dữ liệu, Linh một mực chối cãi, khẳng định không chuyển thông tin cho ai. Tối 31 tháng 7 năm 2021, Linh chủ động gọi điện thoại cho bà B, nhắc lại chuyện nhận tiền để uy hiếp tinh thần rồi bảo chuyển tiền sẽ đi xóa hết chứng cứ. Sau nhiều cuộc trao đổi, Linh yêu cầu đưa 100 triệu đồng, sau đó giảm xuống 80 triệu đồng. Hai ngày sau, Linh đề nghị bà B nhắn tin cho mình với nội dung Linh ơi lên nhà chị nhận cho chị 80 triệu đồng mua nước hoa mỹ phẩm để hợp thức hóa việc nhận tiền. Tối mùng 2 tháng 8 năm 2021, Linh vừa nhận 80 triệu đồng đi ra từ nhà bà B thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, bà B không thừa nhận việc nhận hối lộ từ phụ huynh xin cho con nhập học trái tuyến. Cơ quan điều tra cho rằng không có các tài liệu chứng cứ nào khác nên chưa có đủ căn cứ để kết luận. Do vậy đã tách hành vi có dấu hiệu đưa nhận hối lộ liên quan đến bà B và một số phụ huynh để tiếp tục điều tra và làm rõ.